Nhà nhỏ lại nhí kim chỉ. Hay quá. Hay quá điện ơi. Quá cả nhà ơi. Để chụp đi ông ơi, ông đùa đùa hoài nữa đó. Chụp mẹ đi dính dính dính. Trời hay vậy. Hay vậy. Đó giật được cái dính này. Rồi dính à. Trái đá lum la luôn á. Đi lại đây mát. Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. À, ngày hôm nay mình đang có mặt ở nhà của em mình nghe các bạn. Giờ nay anh em mình tiếp tục đi câu gắn mối. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng với anh em mình cùng đi câu gắn mối ha các bạn. Rồi, hello, anh em mình bắt đầu đi nghe các bạn. Đi vậy rồi quay kiếm sao? Không, ở đây thuận hơn nè. Không, đây từ đứng đi. Làm quá nhé. Ê, dạ lên đây. Từ làm quá nó nhát cái đồng kia mà giật nó dính vậy không. Kệ, để cho anh ba đi cho nó đi. Phải mình cái nó đi đi. Đừng. Gấp gì? Giờ nào? Chạy ơi. Kìa, nhanh đi. Dừng tay không á. Chạy. Bên đây nè. Đang ăn ngon nữa. Mê mồi. Ê, hồi vô cái vườn này em băng lá cây nhóc. Nè, đừng vô gì hết. Xong mày rồi. Quá hay. Anh em ơi, dính cả nhà ơi. Quá hay anh ba ơi. Rồi, giỏ đâu? Không có bển mày. Nó vụ công nó ông ơi. Đùa với nhau nữa. Công con cực khổ lắm. Mà. Đó, về chung nhà. Nãy giờ mới lượm được nghe mà.
Rồi tiếp tục hành trình. Ngon lành, ngon lành. Rồi anh ba cầm nó lại cho nó bỏ vô lên ba. Dần kính luôn à. Ở đó anh ba. Không khó. Lưới á. Ở bên anh ba. Hay quá anh ba ơi. Nốt rồi. Vượt con ba, vượt cả mấy lưới anh ba. Vượt kia dính rồi đó. Rồi dính đi. Ra mấy lưới, nó ngoài mấy lưới con đi. Kì chưa nuốt con này nè, chưa ăn được. Nó no luôn hay vậy. Hy sinh cái lưỡi này luôn á. Mày không dính hay không thôi chứ. Hy sinh cái lưỡi luôn. Cái đó nuốt cái lưỡi hả? Rồi giật đi, nuốt rồi đó. Hy sinh lưỡi luôn rồi. Dính nữa giật đi. Hay quá Điền ơi. Hay quá, hay quá. Đây cả nhà. Quá ngon. Xin cái lưỡi. Nước sâu vậy nó mới dính, nó hơi hơi nó đâu dính. Đó ai mắc lưỡi đem hộp lưỡi sợ gì. Trời kỳ á. Anh ba đó đó, giờ đây. Đâu rồi, đâu rồi. Đồ không bắt cả thả. Chín chưa? Chín ghê. Rồi. Chín rồi nè. Nhìn nó đâu có. Đó.
dính rồi đó, tay đó, đậu trên tay á, đậu trên đây nè, lại luôn. À. Ừ. Không sao nha, không sao nha. Dính lại. Chơi gì chơi thả đi. Chơi thả. Chơi hồi má thương trời. Không phải. Vô đây mình cũng còn gán rồi chạy ra. Ừ. Con đó hay là con nãy nó đợi. Nhưng đây con trước nó đợi. Bởi vậy mình nịch cái đầu rồi đó. Nịch lên mà nó lỏng như luôn kìa. Coi có đậu đó mà nên sao xiết đứt cái đầu nó luôn này. Đậu mắt thương. Rồi, tiếp tục hành trình. Thấy ông chụp dính vô gà, thấy nó còn vậy không? Không biết cái đậu đâu. Vậy là cũng được. Tính đâu rồi. Chạy mắt rồi. Điện nói sao thoát được hả đi? Sao thoát được tay anh. Rồi tới luôn. Tiếp tục mọi người ơi. Tới luôn anh ba. Rồi, lên rồi. Không? Ô, là chụp luôn đi, là chụp luôn, bỏ vậy luôn. Khỏi dịch. Ôi, con bự vậy. Lo cái đây nè, tích lớp ra. Nó nuốt con hay gì đó, đang nuốt rồi. Dạ. Nhà nhỏ lại nhít cái bể. Mồi ngon quá, ngậm hôi luôn mà. Quá hài, quá hài. Quá hài cả nhà ơi. Nó. Quá ngon. Quá à cả nhà ơi. Rồi tiếp tục. Rồi cổ mở đó. Thức bữa trưa. Để đó giờ mới được ăn ngon vậy. Nuốt luôn hay gì đó đi. Đi. Từ từ ha. Thí cái lưỡi không? Ai chuẩn bị mọi ra. Hay quá. Hay quá điện ơi. Quá cả nhà ơi. Để chụp đi ông ơi. Ông đùa đùa hoài nữa đó. Nó nuốt vậy là khó ha. Rồi, đưa lên coi. Đưa lên. Nó còn hay gì hồi nãy nãy thấy còn con đó đây. Ê ê, còn con đó. Đây. Nè cả nhà ơi. Còn con nữa, còn con nữa. Nghe tao vừa đó. Ừ. Bỏ vô đi, bỏ vô trước đi rồi anh bán câu. Có thấy không anh bà? Không thấy chuyển động. Ừ.
Tìm ghe. Dính này à? Dính lại ra lá hả? Con kia, con kia nhỏ hơn nãy. Chui. Mẹ nó dính rồi, hay vậy. Hay vậy. Quá ok. Rồi, lắm. Thứ gì chị nói hả? Xong đưa đầu vô trước, đưa cái đấy. Miệng nó bẻ thì sợ gãy cổ không à. Dễ gì con quỷ này nó không chết à. Này không mắt thương nữa ha. Ừ. Đợi thời cơ hả? Bây giờ chứ không phải như xưa đâu mà hầu mắt thương cái cưng. Chút xíu hồi nãy mắt anh coi rồi đó. Cứ bình nữa rồi. Trời ơi, đáy lùm la luôn á. Đi lại đây bắt máy. Rồi, nay đắng liều bắt chụp chụp nó trước à.
ỉa nó văng cái tay luôn nè. Giật cửa đó, tay cất nè, nè. Trắng trắng là theo. Lại thì chứ. Thu hoạch bữa nay bọn quá cả nhà ơi. Vô đây cũng mua lông gông. Vô đây mua lông gông kệ mua lớn cũng chịu luôn. Rồi, đây là thành quả của anh em mình đi một buổi này nghe các bạn. Đây. Cũng được trên chục con, mười mấy con à bạn các bạn ơi. Rồi ha. Nãy giờ anh em mình đi một vòng bắt được mới cái mối này nghe các bạn. Anh em mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.